Nhiều tai họa là do sự không liêm khiết gây ra. Không liêm khiết vì xa hoa vô độ. Vì vậy, bản tuần phủ lấy giản dị làm trọng, cấm áo gấm, thịt thà, rượu chè. Các quan trong tỉnh phải lấy giản dị làm căn bản, không được xa hoa. Tuần phủ Chiết Giang. Thế nào hả ông? Sao mà mặt mày hớn hở thế? May quá, tuần phủ đại nhân thấy tôi ăn mặc thế này, ngài cho tôi nhậm chức ngày mai. Xin chúc mừng ông. Ồ, áo ông rách hơn áo tôi. Ngài tuần phủ nhất định sẽ cất nhắc ngài cao hơn tôi đấy. Quả là một lời tốt lành. Tôi vào đây, mời ông. Bán cho tôi đi nào. Không bán. Nhà ngươi đòi bao nhiêu hả? Thế ông trả bao nhiêu? Nhà ngươi mua bao nhiêu? 50 lạng. Tôi trả 60 lạng. Tôi trả 70 lạng. 80. Tôi trả 90. Tôi đòi 150 lạng. 150 lạng à? 150 lạng. Đây, bạc của tôi đây, xem đủ chưa? Bán cho tôi nào. Thôi, hết rồi. Xin lỗi các vị. Bán cho tôi. Hết rồi, tôi đã bảo hết rồi mà, xin lỗi các vị. Này, ông chủ còn cái áo cũ nào không? Kìa, đẩy ra đấy tùy ông trọng. Con pha trà cho ông rồi đấy ạ, cứ để đấy. Không mở. Họ Uông Vân Quốc cầu kiến. Ai hả? Họ Uông Vân Quốc à? Mở cửa xem ông ta là ai hả? Thôi, đừng gõ cửa nữa. Ngài là Lưu Đại Nhân vừa từ Kinh Thành tới. Đúng, tôi đây. Ngài làm quan Thanh Liêm nổi tiếng trong nước. Vì sao ông lại khen ngợi Lưu Dung tôi hả? Tôi mấy lần vào Kinh Thành đều nghe dân chúng ca ngợi đức Thanh Liêm của ngài. Ông lặn lội đến đây chỉ để nói những câu mỹ miều ấy à? Cả Hàng Châu đều truyền tụng ngài đến đây với hai bàn tay trắng. Thôi, ông muốn gì thì cứ nói đi. Ngài liêm khiết như thế, hẳn là có nhiều quan phục cũ. Nghe đâu, cụ thân sinh ra ngài cũng là quan liêm khiết nổi tiếng cả nước. Chắc cụ để lại nhiều quan phục cũ. Ngài có thể cái gì? Bán cho tôi một chiếc. Tại sao? Nghe nói, hôm qua ngài bán 50 lạng. Tôi sẽ trả 100 lạng. Tôi trả ngài 100 lạng. Các người định làm gì hả? Thưa ngài, tuần phủ đại nhân ở đây chủ trương liêm khiết. Cụ rất ghét những người ăn mặc đẹp đẽ, quần áo trải chuốt. Hôm nọ, tôi mặc bộ mới này đến gặp, bị cụ đuổi ra ngoài. Không có quần áo cũ, tôi không thể nào vào gặp cụ được ạ. Tuần phủ các người giản dị thật không? Thưa ngài, đó chỉ là làm ra vẻ thôi ạ. Chứ trong phủ toàn một lũ sâu bọ, ăn hối lộ như rươi, đàng điếm ăn chơi,
Việc gì chẳng có ạ. Đi 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 đi. Đại nhân, tôi xin ngài bán cho tôi một chiếc. 100 lạng. Tôi trả 200 lạng, 500 lạng vậy. Tôi van ngài đấy. Tôi van ngài đấy. Trương Thành, tống cổ thằng điên này đi. Tống cổ thằng điên này đi, nhanh lên. Đi 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 đi. Thưa phu nhân, con lấy 500 lạng bạc mua về 21 bộ quan phục cũ, còn bán được 3.000, lãi 2.500 ạ. Thưa phu nhân, con mua được 15 quan phục cũ, còn bán sạch, lãi những 2.000 lạng ạ. Ông cho 5 đứa đi các tỉnh thu mua quan phục cũ. Chúng có tin gì về chưa? Dạ, thưa phu nhân, nội trong 3 ngày, chúng sẽ về đủ ạ. Ông Uông, 20.000 lạng bạc của ông, tôi đã đổi thành 4 tờ ngân phiếu, cho vào 4 hồng bao, gửi lên từ hôm qua rồi. May lắm, họ nhận hết cả rồi. Hôm nay ông đến gặp ngài tuần phủ là xong việc đấy. Tiền lo lót thì xong rồi, nhưng quan phục cũ tìm đâu ra bây giờ? Này ông ơi, cởi áo ra mau. Cởi áo à? Phải. Này, chú em mặc áo ông này rồi lăn ra dưới đất đi. Để làm gì ạ? Làm cho nó sờn rách ra. Dạ, ta cho 5 lạng bạc. Ông cho tiền ạ? Lăn đi, lăn đi. Mài tay áo xuống. Thế đúng rồi, đúng rồi. Mài chỗ ngực nữa. Chỗ ngực ý. Thế đúng rồi, đúng rồi. Lăn sang bên này. Đúng đúng, lăn sang bên kia. Lưng nữa, đúng rồi, còn lưng nữa. Thế. Nào, lăn đi. Trương Thành, hay nhỉ? Hai thầy trò ta xem trò khỉ không mất tiền. Thôi đứng dậy đi. Tiền đây. Thôi đi đi. Về thôi. Phu nhân à, phu nhân ơi, có việc gì hả ông? Phu nhân lấy hộ tôi bộ quan phục mới nhất ra đây. Hôm nay ông làm sao thế? Sáng bảo thiếp lấy áo cũ, bây giờ lại đòi áo mới. Cả một lũ ấy mặc áo cũ hết, đương nhiên tôi phải mặc áo mới chứ. Ôi, ông cũng điên như họ rồi sao? Phu nhân ơi, mang ra đây cho tôi đi. Làm người ở đời không nên lãng phí. Giản dị là đức tính tốt đẹp của con người. Kẻ nào suốt ngày chỉ tính chuyện ăn mặc xa hoa, chả khác gì bọn trộm cướp. Chả giấu gì các vị, chiếc mũ trên đầu tôi đã đội những 30 năm có lẻ đấy. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu hết bản quan.
Kẻ không biết không có tội mà. Hãy lấy ông Uông đây làm ví dụ. Ai chả có lỗi hả? Biết sửa sai là tốt mà. Các vị xem này, hôm nay ông Uông ăn mặc giản dị quá. Ôi, khó lắm đó. Chúng tôi xin noi gương ngài, xin bái phục. Mời Lưu đại nhân đi bên này ạ. À, ta thấy nhà ngươi trông quen quen. Dạ, cái mặt con, người miền Nam gọi là mặt đại chúng, vì vậy ông mới thấy quen mắt ạ. Ta không nhìn nhầm đâu. Nhà ngươi đến quán trọ Tây Tử tìm mua quan phục cũ, bị ta đuổi ra khỏi cửa. Đúng không? Thưa ông, quan phục mới cũ gì ạ? Ngài nhầm ai rồi đấy ạ? Nhầm ư? Dạ nhầm với ai ạ? Mời đại nhân. À, ta biết mặt nhà ngươi. Đại nhân nhìn nhầm hay sao ấy ạ? Nhầm sao được? Ở quán trọ Tây Tử, nhà ngươi mua quan phục cũ với giá 50 lạng bạc, rồi bán ra 150 lạng. Đại nhân nhầm người rồi ạ. Còn với đại nhân không hề quen biết nhau ạ. Ta không nhìn sai bao giờ. Đại nhân nhầm với ai rồi đấy ạ? Ngài hãy xem con cá kia kìa. Ta không xem cá. Ta thấy cá của ngươi xấu lắm. Xin mời ngài Sắc Ly. Xin mời. Những người đứng ở ngoài kia đều là các quan chức đấy phải không ngài? Họ không phải quan chức. Ngài đừng nhầm, ở đây không có quan. Ý tôi nói những người ăn mặc như ăn mày kia cơ mà. Ngài nhầm rồi đó. Không nhầm. Tôi biết quan phục của quý quốc mà. Trên mũ có một hạt tròn. Ngoài ra còn có lông chim. À, lông gà rừng. Đấy không phải là lông gà rừng. À, mà là lông con công. Dù là gì thì cũng là lông chim. Trên mũ của những người dân ở quý quốc không gắn lông chim. Ồ, ngài khôi hài thật đấy. Mấy năm nay tôi làm việc ở phủ Giang Ninh, phủ Tùng Giang. Các quan ở đấy sang trọng lắm, nên tôi giao vàng cho họ tôi rất yên tâm. Còn ở quý tỉnh, các quan nghèo như thế này, không có cả áo mặc. Tôi sợ họ lấy tiền của tôi đi may quần áo. Không đâu, không thể có chuyện ấy đâu. Không thể có đâu. Tôi phải nghĩ lại xem có nên đầu tư 10.000 lạng vàng nữa không. Ngài nhầm rồi đó. Đế quốc Đại Thanh ta là nước giàu, nước mạnh, là nước lễ nghĩa. Tỉnh Chiết Giang là quê hương tơ lụa. Các quan sao có thể ăn mặc rách rưới như thế được? Họ chẳng qua là phường hát mà thôi. Phường hát à? Đúng đúng. Phường hát? Đúng. Phường hát là gì? Đó là những cô gái đẹp của quý quốc cơ mà. Không không. Phường hát. Phường hát. Thế này. Tối nay mở hội. Họ sắm vai các quan gặp tai họa. À, tôi hiểu rồi. Như người sắm vai vua trong góc vở kịch của Shakespeare. Đúng đấy. Chúng ta đến hơi sớm. Ngài tuần phủ tới giờ vẫn chưa thấy đến. Này, thằng hầu kia đang ngủ gật hả? Mau đi bẩm báo tuần phủ đại nhân là thương gia nước Anh Sắc Ly đã đến rồi. Còn đứng gì ra đấy hả? Còn không đi bẩm báo tuần phủ đại nhân ngay à? Mời ngài ngồi. Mời ngài ngồi.
Thưa ngài tuần phủ, mau mau về đi, đứng ở đây làm gì? Về thay quần áo mới, nhanh lên. Về ngay, thay quần áo mới. Nhanh lên, về bảo bà đưa cho ta bộ quần áo mới đến đây. Giời ơi, các người còn đứng đấy làm gì hả? Về thay quần áo mới đi. Hoàng thượng cho các người ra làm quan, chứ ra làm ăn mày đâu hả? Các người muốn làm xấu mặt hoàng thượng trước người Tây hả? Về thay quần áo mới nhanh lên. Mua áo cũ đây, mua quan phục cũ đây. Bộ quan phục của tôi bao nhiêu tiền hả? 20 lạng. 20 lạng sao được? Hôm qua bán cho tôi 60 lạng, sao hôm nay chỉ mua có 20 lạng à? Đấy là tôi bán cho ông. 20 lạng có ưng thì đưa đây. Hai mươi lạng bạc một chiếc, rẻ quá. Thôi thôi thôi, không mua nữa. Cũ mấy cũng chả ma nào mua nữa đâu. Cút hết đi. Tuần phủ đại nhân tới. Ngài Sắc Ly, đây là tuần phủ Chiết Giang, Tôn đại nhân. Chào ngài tuần phủ. Ồ, miễn lễ. Tôi xin giới thiệu, đây là học đài đại nhân tỉnh Chiết Giang. Chi phủ Hàng Châu. Chi huyện Thiệu Hưng. Chào ngài. Các vị quan đây đều làm quan ở quê hương tơ lụa. Chiết Giang là tỉnh giàu đẹp. Quần áo các quan đây đều làm bằng tơ lụa, do các cô gái địa phương thêu dệt. Ngài Sắc Ly xem, áo ngài tuần phủ mặc kia, đó là chất liệu tơ tằm Chiết Giang, do các cô gái Tây Tử dệt nên đó. Ông ơi, ông ơi, lỗ to mất rồi. 200 bộ quan phục rách kia ế ẩm mất rồi. Trời ơi, sao ông không tìm cách bán đi hả? Cho 5 tên hầu đi khắp các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, bỏ ra hàng ngàn lạng bạc mua về cái đống rách nát kia. Thế mà ông bỏ mặc thiếp à? Ôi, chỉ tại cái thằng gù ấy thôi. Trời ơi, vì nó mà ta phá sản rồi. Tôi đang viết tờ sớ, tấu lên hoàng thượng trị nó đây. Giáng chức Lưu Dung làm quan thất phẩm chi huyện Kim Hoa, khâm thử. Tạ ơn trời biển hoàng thượng. Cái mài mực làm bằng đất nung, hay. Có một cái ao giữa lưng chừng, tuyệt diệu ngàn thu, thơ văn hay họa hoàn mới thấy. Ra khỏi liễn mực, ở lại cùng, hay hay tuyệt, quả là tuyệt diệu ngàn thu ạ. Hoàng thượng, câu thơ hay thế này không chép lại thì quả là lưu hận ngàn năm.
Đẹp quá. Thơ hay, chữ đẹp. Đẹp quá. Nét bút cứng cỏi. Đẹp. Thần chữ gân cốt. Không ai sánh kịp. Bút tích của Hoàng thượng quả là tuyệt vời. Nó sẽ là của quý để lại muôn đời. Thưa Hoàng thượng, thần còn nhớ năm ngoái Hoàng thượng làm bài thơ hay Vịnh Đồ Pha Lê. Chúng thần ai cũng khen, nhưng Lưu Dung nói gì hả? Lưu Dung nói là Hoàng thượng làm hàng trăm bài thơ, nhưng bài hay thì không nhiều. Lưu Dung nói đúng như thế hả? Thần đã nghe nói thế ạ. Lúc đó thần có mặt, và khi Lưu Dung nói vậy, thần đứng ở bên cạnh ạ. Lưu Dung hiện nay đang ở đâu? Dạ, làm chi huyện Kim Hoa. Truyền chỉ. Lưu Dung ngông cuồng vô lễ, giáng thêm hai chức nữa. Chi huyện đương nhiệm Lưu Dung giáng chức hai cấp. Khâm thử. Đội ơn trời biển Hoàng thượng. Hoàng thượng văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa, môn nào cũng tinh thông, quả là hiếm thấy trong đời. Có câu nói này nô tài ấp ủ trong lòng lâu lắm rồi, bây giờ rất muốn nói ra. Nói đi. Thưa Hoàng thượng, trong thâm tâm nô tài coi Hoàng thượng là thiên tử Hàn Lâm ạ. Thiên tử Hàn Lâm. Ôi, sao mà chính xác dường vậy. Ngày xưa Tần Hoàng Vũ Đế, Đường Tông Tống Chủ, tuy có hùng khí đế vương, nhưng không có hào khí Hàn Lâm. Còn Hoàng thượng vừa có võ lược đế vương, lại có tao nhã Hàn Lâm. Không có gì để nói nữa sao? Tài trí của Hoàng thượng đúng là... Hòa thân, nói cái gì khác đi. Sao trẫm thấy thiếu vắng một cái gì đó? Mấy tháng nay, sao chả có bản tấu nào hả? Hoàng thượng cần gì phải lo ạ? Chả nhẽ thiên hạ thái bình cả sao? Dạ, trẫm còn nhớ, hồi còn Lưu Dung, có việc, không việc, cũng trình tấu vài bản. Vì thế mà có cái biệt hiệu gì nhỉ? Thưa Hoàng thượng, Lưu Ba Bản ạ. Đúng đúng, Lưu Ba Bản. Ông ta muốn dùng ba bản ấy để che ánh sáng mặt trời. Hòa thân này, hôm nay bao nhiêu rồi nhỉ? 14 tháng 5 ạ. 14 tháng 5. Trẫm đuổi Lưu Dung ra khỏi kinh thành hồi nào? Dạ, 23 tháng 8 năm ngoái ạ. Ôi, trẫm nhớ rồi. Tết Trung Thu năm ngoái, trẫm đến nhà Lưu Dung ăn khoai sọ Lệ Phố. Không, ăn củ nâu. Một thứ củ dùng để nhuộm. Phải, đúng rồi, củ nâu. Vâng ạ, củ nâu, một thứ để nhuộm ạ. Hôm trước, trẫm giáng chức hai bậc. Bây giờ Lưu Dung còn mấy bậc hả? Chắc là bậc thấp nhất đấy ạ. Trong 10 tháng, trẫm giáng chức Lưu Dung 8 bậc. 10 tháng đủ để người phụ nữ mang thai và sinh một đứa con. Chúc mừng bà được quý tử ạ. Hả, con trai à? Vâng, con trai. Mời bà vào trong xem cháu ạ. Ôi, cái của quý của nó xinh lắm ạ.
Mở cổng thành. Họ làm gì thế à? Thưa ông, để đốc Hàng Châu Uông Đại Nhân hôm nay đến Kim Hoa, các quan trong huyện ra cổng thành nghênh tiếp. Có phải cái ông buôn muối lấy tiền mua được chức quan họ Uông không? Thưa ông, theo luật lệ nhà Thanh, đã là quan thì ông phải áo mũ chỉnh tề ra cửa đón tiếp à? Biết rồi, thưa ông để đốc đến kiểm tra thủ bị Kim Hoa đấy ạ. Thôi, nhà ngươi cứ ra gác cổng đi. Uông đề đốc đến kia. Đại nhân đến kia. Các quan lớn bé trong huyện tham kiến đề đốc đại nhân. Tham kiến đề đốc đại nhân. Đứng dậy đi. Cảm ơn đại nhân. Ta biết ngươi. Nhà ngươi sao không đứng dậy nghênh tiếp? Đứng dậy nghênh tiếp ư? Thế mà ta định bảo nhà ngươi xuống đây quỳ lạy đấy. Ta đường đường quan tam phẩm đề đốc, phải quỳ trước nhà ngươi, tên quan coi cổng thanh ư? Phải, nhà ngươi đề đốc không cần quỳ trước quan trông coi cổng thanh. Nhưng nhà ngươi gặp hoàng thượng có quỳ không hả? Điều đó tất nhiên. Ta có được ngày hôm nay là nhờ ơn huệ của ngài Phật sống hoàng thượng đó. Uông đề đốc, Uông đại nhân có nhìn thấy cái này không? Có nhìn thấy cái này không? Một cái đệm cỏ chứ gì? Đệm cỏ. Hãy mở mắt của nhà ngươi mà nhìn cho rõ đi. Nhìn cho rõ đi. Hả? Đây là cái đệm hoàng thượng ngự ban. Hoàng thượng ngự ban cho ta đó. Còn không xuống ngựa tham kiến hả? Quỳ xuống. Hành đại lễ, ba quỳ chín lạy. Ông ơi, sinh rồi. Ai sinh? Sinh rồi. Con trai à? Ta có con trai à? Ôi, ta có con trai. Ta có con trai rồi. Con, ta là con đã làm sao à? Hoàng thượng là bố ta. Ta bằng lòng đấy. Nhà ngươi đừng có tưởng bở. Nhà ngươi là cháu. Cháu. Đỡ ta lên ngựa. Hồ Thắng à? Có nô tài.
Đã bao nhiêu ngày nay không có bản tấu trình hả? Tàu Hoàng Thượng... Dạ, 8 ngày ạ. 9 ngày hay 10 ngày gì đó ạ. Lưu Dung đi được bao nhiêu tháng rồi? Nô tài không nhớ rõ. Chắc hơn một năm rồi ạ. Hơn một năm. Thành ơi, sao đun củi ướt thế? Làm cháu nó bị ốm bây giờ. Ông ơi, đúng là chó cắn áo rách. Mất một con gà rồi ông ạ. Đi tìm kỹ đi, con tìm hết mọi xó xỉn rồi ạ. Mất con nào hả? Con hoa mơ ấy mà. Lại đây mày mực cho ta. Thưa ông, tờ cáo thị ấy con bóc xuống mang lại cho ông đây ạ. Nhà tôi không cẩn thận mất một con gà mái, cánh như hoa mơ, chân như hoa mận. Con gà này để bồi bổ cho phu nhân. Ai bắt được xin trả về nhà tôi. Cảm ơn vô cùng, Lưu Dung Thư. Này, bác đem trả ngay con gà hoa mơ cho ông ta nhé. Thưa ông, thế này... Bắt trộm con gà đen cho ta nhé. Vừa nãy ông bảo... Cứ đi đi. Đừng đội lệch nhá. Lưng ông lệch thì có. Ông ơi, ông tài thật đấy. Tờ cáo thị vừa dán lên tường, người ta đã đem trả con gà hoa mơ rồi. Thấy chưa? Ông đoán cấm sai. Người ăn cắp không phải kẻ trộm. Vì kẻ trộm đâu chỉ ăn cắp gà. Đúng đúng ạ. Con gà mơ trả về rồi. Nhưng con gà đen lại biến đâu mất. Thế hả? Vâng ạ. Lạ nhỉ. Nhà ngươi ra bóc cáo thị về đây. Ông viết tờ khác. Dạ. Búng má con này. Ôi, tôi có búng thật đâu. Đùa một tí thôi mà. Ông ơi. Tờ cáo thị ấy không cánh mà bay rồi ạ. Sao không tìm xem? Hay là gió thổi bay đi đâu? Con tìm khắp rồi không thấy đâu hết cả. Trương Thành, lại đây mày mực cho ông viết một tờ khác. Ta viết một tờ khác. Đêm nay các ngươi ra ngoài rình xem. Thấy ai bóc tờ cáo thị ấy thì bắt về đây cho ta. Người ta bóc tờ cáo thị, ông bắt người ta như là kẻ trộm không bằng ạ. Ôi ngốc ơi là ngốc. Người dám bóc tờ cáo thị đó chính là kẻ ăn trộm gà. Ngủ rồi.
Bố ơi, bố xem con viết có đẹp không? Ồ, khá hơn trước nhiều rồi đấy. Giả làm chữ bố được rồi. Nhưng sao chữ Đức con không thêm một chấm vào? Nét chấm này con viết mấy lần đều không đạt bố ạ. Thôi được, để bố viết nét chấm cho. Thưa ông, tờ cáo thị ông sai con bóc về đây rồi ạ. Để tôi xem nào. Nhà tôi hôm nay lại mất con gà đen đang đẻ trứng. Chân đen mỏ đen, cánh tựa lụa đen. Còn có quả trứng chờ đẻ. Ai nhặt được xin trả lại, vô cùng cảm ơn. Tốt lắm, con cất đi cẩn thận. Bác vào nhà trong nghỉ. Sớm mai trả lại con gà đen ấy, xong bác về nhà. Vâng, vâng ạ. Nhà có ai không? Có ai ở nhà không? Tôi vào xin bát nước uống. Cất đi. Ừ, mời ông ra đợi ở ngoài kia. Mời ngồi, pha trà. Viết khá lắm. Nhưng tôi không hiểu cớ sao nét chữ Trịnh Bản Kiều tự dưng lại có hơi hướng mùi phấn son thế này. Ông định nói gì hả? Xin hỏi mấy chữ này có phải tiểu thư viết không? Sao? Mời ngồi, pha trà. E rằng mỗi nét chấm của chữ Đức là bút tích của ông Kiều. Ôi, mời ngồi trên, pha trà ngon. Mời ông. Bây giờ tôi mới biết tôi đang ở nhà ai rồi. Tôi cũng đoán được khách nào đang ở đây rồi. Vậy thì tôi với ông mỗi người viết một vế, xem ai đoán đúng. Được, tôi viết trước nhé. Trà, pha trà, pha trà ngon. Hay. Nhà này khách chia làm ba loại. Ông xem. Gù, lưng gù, lưng hơi gù. Người, người ngay thẳng. Tể tướng đương triều gác cổng. Ngài tướng quốc. Thưa ông, việc gì hả? Ý chỉ hoàng thượng một đấu 10 bò, thế mà chúng tự nhiên đổi thành mỗi đấu 7 bò. Còn bực quá mới nói vài lời, bọn công sai nha môn liền dùng gậy đánh vào chân con suýt gãy. Thật là vô lý. Thôi, có tướng quốc ngồi ở đây, con đi nghỉ đi. Ông Kiều này, bây giờ tôi không còn là tướng quốc, chỉ là quan trông coi cổng thành, nhưng việc này tôi không làm ngơ đâu. Mời tướng quốc đi cẩn thận. Ồ, ngài đi nhầm lối rồi. Không nhầm đâu, cửa đằng kia cơ mà. Đúng là con gà mái của nhà tôi. Ông Kiều ơi, đây là con gà mái nhà tôi. Chà, còn ấm thế này à? Ông xem này, đúng như tôi nói ở trên cáo thị nhé. Một quả trứng đang chờ đẻ đây này. Bác để cho tôi mua trước nhé, nhà tôi có người ốm. Ôi, cảm ơn bác quá. Đây 100 tiền, còn ít bạc vụn. Không đủ. Ấy, giá quan 300 tiền một đấu cơ mà. Bảng giá này 400 tiền một đấu. Ông thiếu 100. 400 à? Thưa bà con,
Gạo quan 300 tiền một đấu. Anh này đòi tôi 400 tiền. Thế thì không biết 100 tiền ấy vào túi ai. Cái lão già này, tiền thì không có, người lại xấu xí, còn dám ra đây bắt bẻ chữ nghĩa với ông hả? Lão thiếu 100 tiền không bán cho lão đâu. Ôi chú đừng nóng, đừng nóng. Tôi về lấy tiền. Chú trả chỗ tiền ấy cho tôi. Đi cho khuất mắt. Người sao nào? Đến lượt tôi, đến lượt tôi. Này, xem cái gì đấy hả? Xem cái gì hả? Cái đấu này hơi bé. Bé cái gì? Bỏ xuống. Cái đấu này bé hơn, nhỏ hơn đấy chú em ạ. Lùi ra, nhỏ cái gì hả? Quan trên quy định 10 bò, 1 đấu. Sao cái đấu này nhỏ vậy hả? Ông là ai hả? Ông có xéo đi không? Cần gì biết tôi là ai? Các người ăn chặn gạo của dân, cố tình vi phạm luật. Ê, làm gì thế này hả? Dân đen láo xược, nhà ngươi là ai hả? Ta nói nhà ngươi hãy nhớ kỹ, ta là Kim Mao Đao. Kim Mao Đao gì cũng bắt. Bay đâu? Đưa tên dân đen điêu ngoa Kim Mao Đao lên đây. Cái lão kia. Lão kia, sao không quỳ xuống mà ngồi thế hả? Tôi không phạm pháp. Nhưng ông phạm pháp. Tại sao tôi phải quỳ trước ông? Nhà ngươi ném đấu quan, làm loạn chợ gạo, còn dám cãi lý trước quan hả? Thưa đại nhân, đấu quan 10 bò 1 đấu. Ông dùng đấu 7 bò. Đập đấu đi chả đáng lắm sao? Giá gạo quan 300 tiền một đấu, ông bán 400 tiền một đấu. Hành vi hại người lợi ta không phạm pháp là gì? Tên dân đen điêu ngoa láo xược, còng nó lại đưa ra ngoài chợ bêu dếu. Biển Đông sóng dậy, ơn vua lồng lộng. Thôi thôi thôi, hãy nói chậm biết, dâng biểu lòng dân gì? Muôn tàu hoàng thượng. Hoàng thượng ban cho dân chúng hai bên bờ sông Hoài Hà 100.000 gánh gạo, 100.000 xúc vải, 100.000 lạng vàng, cứu dân trong nước sôi lửa bỏng. Thần dân địa phương cử thần vào kinh cảm tạ hoàng thượng. Cái gì hả? Biển Đông dậy sóng, 100.000 gánh gạo, 100.000 xúc vải, 100.000 lạng vàng. Chẳng có ban bao giờ đâu. Ôi, hoàng thượng, ngày lo trăm công nghìn việc, ơn đức bốn biển nên không nhớ hết. Quên cả việc hoàng thượng cứu dân Hoài Hà trong nước sôi lửa bỏng. Hoàng thượng sai Lưu đại nhân đưa đến địa phương mà. Lưu Dung hả? Dạ, Lưu Dung ạ. Lưu Dung bây giờ ở đâu? Sau khi hoàn thành công việc của hoàng thượng sai khiến, Lưu Dung lên đường đi Chiết Giang nhậm chức. Chúng thần giữ mãi chả được. Biển Đông dậy sóng. Thôi thôi thôi, đừng đọc nữa. Hồ Thắng,
Có thần. Cử sứ giả ngày chạy 600 dặm triệu hồi Lưu Dung về kinh, truyền chỉ trẫm khôi phục chức cũ, phong hàm thái tử Thái Bảo. Dạ. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân, ông ra ngoài chợ đong gạo rồi. Đong gạo à? Chả nhẽ người quấy phá chợ gạo là đại nhân? Hình thù người ấy ra sao? Gù ạ. À? Nhưng không phải họ Lưu mà tên là Kim Mao Đao. Kim Mao Đao à? Kim Mao Đao. Ồ, họ Lưu còn gì? Trời ơi! Chết không cơ chứ, ra chợ gạo ngay. Nhanh lên, ra chợ gạo. Chuẩn bị kiệu cho Lưu đại nhân. Kiệu ư? Chuẩn bị kiệu gì thưa ông? Kiệu nỉ xanh. Nhanh lên, tìm bốn người khênh kiệu. Nhà thiếp vẫn còn người khênh kiệu. Này, các người mau theo họ ra đón ông về kinh. Nhanh lên. Dạ, con đi gọi mấy anh em kia. Ra chợ gạo mau. Thánh chỉ tới. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ước, khôi phục Lưu Dung chức cũ, phong thái tử Thái Bảo, khâm thử. Lưu Dung đội ơn trời biển hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ông ơi, còn đến muộn quá. Còn phá cái cùm cho ông. Không, ta sẽ đeo cùm vào kinh yết kiến hoàng thượng. Để con cởi trói cho ông. Được. Nghe đây, ta được khôi phục chức cũ, được ngồi kiệu nỉ xanh vào kinh, nhưng nhà không có kiệu ạ. Điều đó khó gì? Tôn hữu đạo, có bỉ chức, cho ta mượn kiệu của nhà ngươi được không? Dạ, thế còn tôi? Nhà ngươi lên xe tù theo ta về kinh. Bay đâu, bắt lấy Tôn hữu đạo. Thưa bà con, từ bây giờ trở đi, gạo quan 300 tiền một đấu, dùng đấu 10 bò, đập nát cái đấu 7 bò đi. Tạ ơn Lưu đại nhân, tạ ơn Lưu đại nhân. Thần Lưu Dung tham kiến hoàng thượng. Thần có sớ. Tuyên nó vào đây. Dạ. Thần Tôn hữu đạo khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tôn hữu đạo, có thần. Lưu Dung trình tấu nhà ngươi giả vờ liêm khiết, tham của phạm luật. Nhà ngươi biết tội không? Thần biết tội, biết tội.
Thần đáng muôn lần chết. Tôn Hữu Đạo, nhà ngươi ngẩng đầu lên xem cái gì đây? Thần biết ạ. Biết là được. Nhà ngươi tham nhũng phạm luật, nhẽ ra phải xử tội tùng xẻo. Trẫm thương nhà ngươi già cả sức yếu. Hãy cầm lấy cái kiếm này, ra ngọ môn tự lo liệu lấy. Đấy là ông Tuần Phủ té xỉu hồi nọ đấy. Ông ấy ngất đi vài lần rồi còn gì. Lần trước té xỉu vì đói, lần này vì sợ đấy. Xin tiểu thư hãy ngồi yên. Ngồi yên, ngồi yên nào. Ấy đừng cười, đừng cười. Ngồi yên nào. Ngồi yên, nếu không thì vẽ sao được. Đáng ghét. Hãy nhìn phía trước kia kìa. Thế thế. Ông vẽ nhanh lên một tí nào. Tôi ngồi đây đã 3 canh giờ rồi đấy. Đáng ghét, ông chỉ được cái danh mãnh thôi. Ngồi yên, ngồi yên. Nào, ngoài như phía kia. Ông Lasnin, gắng vẽ nhanh lên một chút nhé. Xem chừng cô ấy không ngồi lâu được nữa đâu. Nhanh tay lên một chút. Họ đại nhân thử xem, tôi vẽ thế nào. Vẽ giống lắm. Nhưng có điều tôi thấy hình như còn thiếu một cái gì đó. Thiếu cái gì cơ? Còn thiếu rất nhiều, nhưng ngay bây giờ thì tôi khó nói rõ được. Ông Lasnin, tóm lại là ông phải vẽ chạy điều thuyền này sao cho ánh mắt trong như nước hồ thu, khuôn mặt tươi như hoa đào, làn tóc như thác đổ, da rẻ mịn màng. Vừa phải đẹp, quyến rũ, trang nhã, mà lại phải đoan trang, kiều diễm, nền nã. Bức họa này phải vẽ sao cho có thể làm rung động trái tim, lung lạc được hồn phách con người, lại có thể làm chết người nữa. Làm chết ai cơ? Làm chết ông ấy. Làm chết tôi ư? Biết nói với ông thế nào đây nhỉ? Ông Lasnin, ông hãy nghe tôi nói nhé. Nước Đại Thành chúng tôi có một câu cổ ngữ là thế này: quan hơn một cấp tựa như cha mẹ. Ông là quan tam phẩm, tôi là quan nhất phẩm, cách nhau 2 cấp. Vậy coi như tôi là ông nội của ông. Ông hiểu chứ? Nếu như ông vẽ không đẹp thì tôi là ông nội, có thể làm mất mạng cháu đấy. Vâng vâng, Hòa đại nhân. Vậy thì xin hãy để cho cô ấy lấy mạng của tôi đi được không? Để cho cô ấy lấy mạng của ông ư? Ông nói thế là có ý gì? Nếu tôi vẽ đẹp thì hãy thưởng cô ấy cho tôi một đêm được không? Theo tôi thì nên thưởng cho ông 50 gậy thì có. Được. Thôi, ngồi ngay ngắn đi. Đại nhân thôi đây, tôi chịu không sao vẽ được nữa rồi. Thôi được rồi, để tôi lại nhắc nhở cô ấy. Nào ngồi yên, ngồi yên. Ngồi yên. Cầm lấy cái quạt đi. Ngồi ngay ngắn. Nhìn ở phía kia, thế, thế. Thánh thượng có chỉ, ai có bản tấu thì dâng lên, không có thì bãi triệu. Nô tài hòa thân có bản tấu ạ. Ai thế? Nô tài hòa thân có bản tấu muốn trình lên hoàng thượng. Hôm nay lạ nhỉ,
Hòa thân lại có bản tấu à? Được. Hồ Thắng, có nô tài. Nhận lấy bản tấu. Vâng. Khởi bẩm hoàng thượng, Hoa đại nhân xin cầu kiến. Tuyên cho ông ta vào. Hoa đại nhân hãy vào cung gặp hoàng thượng. Nô tài Hòa thân khấu kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hòa ái khanh hãy bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Hòa ái khanh, hoàng thượng, khanh đã định bày trò gì với trẫm đây? Muôn tâu hoàng thượng, xưa nay nô tài đâu dám giở trò gì trước mặt hoàng thượng ạ. Trẫm muốn hỏi rằng thực chất khanh là người như thế nào? Là một trung thần hay là một gian thần? Muôn tâu hoàng thượng, nô tài tuy không phải là trung thần, nhưng cũng không phải là một gian thần. Bởi vì trước mặt hoàng thượng thì trung thần hay gian thần đều là giả cả. Vì sao? Hoàng thượng là một vị vua sáng suốt của cả một thời đại. Mọi trung thần
mọi bề tôi tài ba đều không sao sánh nổi với hoàng thượng. Mọi bề tôi tầm thường hay gian thần đều không qua mặt nổi hoàng thượng. Hoàng thượng so xét mọi sự thật cặn kẽ, cho nên mọi người chung kẻ gian, người tài giỏi kẻ tầm thường đều trở thành giả trước mặt hoàng thượng. Thế còn Khanh, hay muốn là một trung thần, một bề tôi tài giỏi, hay là một gian thần, một bề tôi tầm thường? Nô tài đã không làm nổi một trung thần, một bề tôi tài giỏi, thì cũng không muốn làm một gian thần hay một bề tôi tầm thường. Nô tài gắng hết sức thì cũng chỉ làm được một lộng thần thôi ạ. Sao? Hoàng thượng, từ xưa đến nay mọi trung thần đều khó tránh khỏi bị chết, mà mọi gian thần cũng không trốn khỏi nổi cái chết. Xin cho phép nô tài nói thẳng rằng quả thực nô tài không muốn chết một tí nào cả. Hòa Ái Khanh à, quả là Khanh đã nói một câu thực lòng với trẫm đấy. Trẫm muốn nghe xem Khanh làm thế nào để trở thành một lộng thần đấy. Muôn tâu hoàng thượng, thực ra để làm một lộng thần cũng không cần có một bản lĩnh cao cường gì, chẳng qua là nhặt nhạnh những sự ban ơn của hoàng thượng khi hoàng thượng vui, đưa đẩy những lời mà hoàng thượng thích nghe, chọn dâng những món mà hoàng thượng thích ăn, chỉ mong sao hoàng thượng được vui vẻ, ngủ ngon giấc và không bực bội. Thần nghĩ rằng nếu làm chu đáo điều đó thì đã là tốt rồi. Chẳng lẽ trong lòng Khanh không có giang sơn xã tắc và bách tính ư? Muôn tâu hoàng thượng, hoàng thượng là vua một nước, là chúa tể của muôn dân. Nô tài cho rằng chỉ cần tận tụy hầu hạ hoàng thượng để hoàng thượng được mạnh khỏe, trong lòng luôn luôn vui vẻ, thì chẳng lẽ không phải là sự hưng thịnh của giang sơn xã tắc, là sự may mắn cho trăm họ hay sao? Hoàng thượng, một lộng thần như Khanh lại đưa cho chậm bức tranh này là có ý gì? Hồ Thắng, lui ra ngoài đi. Vâng, các người lui ra cả đi. Muôn tâu hoàng thượng, nô tài thấy từ sau khi Giang Phi qua đời, hoàng thượng không lúc nào được vui. Xin hoàng thượng hãy nghe một lời khuyên của nô tài. Người ta thường nói người chết rồi không thể nào sống lại được. Lại có câu trong vòng 100 bước ắt là có cỏ thơm. Hòa Ái Khanh, bức vẽ này chắc là do ông Lasnin vẽ phải không? Hoàng thượng thật tin tưởng, đây chính là tác phẩm của ông Lasnin, người họa sĩ phương Tây phục vụ trong cung đình ta. Khá lắm. Thế còn người thiếu nữ này là người ở vùng nào? Bẩm là người Mễ Chi. Người Mễ Chi ư? Vâng. Mễ Chi là nơi từng xuất hiện những người đẹp có tiếng đấy. Chớ còn nhớ thời Tam Quốc có câu chuyện Lạ Bố Hí Điêu Thuyền. Điêu Thuyền chính là người Mễ Chi đấy. Đúng thế, đúng thế ạ. Vì thế người con gái này đặt cho mình cái tên là Trại Điêu Thuyền. Sao xưa nay chẫm chưa hề trông thấy cô gái này nhỉ? Muôn tâu hoàng thượng, cô gái này không phải là người ở trong cung điện. Cô ta ở đâu? Ở ngõ Thiểm Tây. Ngõ Thiểm Tây ư? Muôn tâu hoàng thượng, ngõ Thiểm Tây là nơi tụ tập các nhà buôn Thiểm Tây. Cho đến giờ thì cả vùng đó đều đã biến thành
xóm Thanh Lâu Kỹ Viện cả rồi. Hòa thân, có nô tài. Anh thật to gan đấy. Trên hoàng thượng bất giận, nô tài nghĩ rằng hoàng thượng suốt ngày buồn bã không vui, âu sầu ở trong cung điện, thì quả là sẽ ảnh hưởng đến lòng thể. Nô tài quả tình là không thể yên tâm được. Nô tài nghĩ rằng nếu hoàng thượng ra khỏi cung, ăn mặc như thường dân, đi tìm hiểu phong tục dân gian, rồi tìm một chỗ giải trí thì mới phải. Hoàng thượng, hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng ra khỏi cung thôi là sẽ thấy đã có một cỗ kiệu đợi sẵn ở ngoài rồi. Khiêng kiệu ra khỏi cửa chính dương thì đã là Đại Thạch Lan, rồi rẽ ngoặt là đến ngõ Thiểm Tây. Hòa thân, hoàng thượng, hòa thân này, các ngõ hoa xóm liễu ở kinh đô này khanh có vẻ thuộc lòng đấy nhỉ? Muôn tâu hoàng thượng, thân thuộc lòng rành rọt cũng là để thăm dò đường đi nước bước cho hoàng thượng thôi ạ. Xin mời hai vị. Điều thuyền cô nương có khách quý đến thăm đây. Điều thuyền cô nương có khách quý đến thăm đây. Điều thuyền cô nương có khách quý đến thăm đây. Xin mời. Điều thuyền cô nương có khách quý đến thăm đấy. Thế này là thế nào hả? Bẩm hoàng thượng, các xóm Thanh Lâu ở Bắc Kinh quen gọi là ấm trà lớn. Lối người nọ hô truyền người kia, gọi là chim hót ạ. Chim hót à? Mời hai vị vào đây ạ. Điều thuyền cô nương có khách đến đấy. Điều thuyền cô nương có khách đến đấy. Mời vào. Xin mời. Mời vào trong nhà. Có cần bưng trà lên không ạ? À, không không không, ta không khát đâu. Điều thuyền cô nương quả là tiếng đồn không ngoa. Lão gia, xin được hỏi quý tính là gì ạ? Ta họ, lão gia của chúng tôi là người Chiết Giang chuyên buôn tơ lụa. Họ Lã, chữ Lã là hai chiếc khẩu chồng lên nhau mà. Đúng đúng, ta họ Lã. Họ Lã ư? Chắc là Lã bố hí điêu thuyền rồi. Khéo quá nhỉ. Ây, không dám, không dám, không dám. Ta họ Lã thật, nhưng không dám mạo danh là Lã bố đâu. Thật không? Điều truyền cô nương, mễ chi quả là cái nôi của những người đẹp. Lão gia, người Thiểm Tây chúng em có câu nói là con gái mễ chi hảo hán tùy đức. Thế à? Lão gia xem, các cô gái mễ chi chúng em không những trắng trẻo mà còn có dáng người thon thả nữa. Ừ.
Và còn cân đối nữa. Và chắc lặn nữa. Đúng đúng đúng. Chắc lặn hả? Đúng đúng. Vùng quê em chỉ nuôi toàn con gái thôi, không nuôi con trai đâu. Cho nên con trai toàn bỏ đi nơi khác cả. Thật không? Quê em còn có một bài hát, không biết có nên hát cho các lão gia nghe không nhỉ? Được, hát đi, hát đi. Vậy thì em hát nhé. Da thịt nõn nà sao, nụ hoa hồng trúng chím. Ôi cô em xinh xinh, đã làm chàng phải đợi đến sốt cả ruột gan. Hay lắm, hát hay lắm. Hát hay lắm. Lạ lão già, xem chừng lão già đã mệt mỏi rồi. Đúng đúng, lão già của ta mệt rồi đấy. Sao không lên giường nằm một lát đi? Vào trong kia nghỉ đi. Đi thôi. Được, vào nằm một lát đi. Vào nằm đi. Lão già, lão già cứ nghỉ đi nhé. Khoảng giờ dần nô tài sẽ đến đón lão già, được chứ ạ? Lão già cứ nghỉ đi, cứ nghỉ đi ạ. Lão già. Hoa đại nhân. Đại nhân, sao giờ này mới đến? Điều thuyền cô nương đêm nay có khách đấy. Điều này ta còn rõ hơn ngươi. Hãy vào báo là quản gia của lã lão gia đến đón lão gia. Quản gia nào ạ? À? Sao người lắm lời thế ạ? À? Đi đi. Vâng. Lã lão gia, người quản gia của ngài đến đón ngài ạ. À? Đến giờ rồi ạ. Sao đang giữa lúc nửa đêm còn cho em ăn lạc thế này? Không phải là lạc đâu, vàng đấy. Lão gia, đi lối này ạ. Đi lối này ạ. Đừng còn tối ạ. Lão gia đi từ từ thôi ạ. Người về đi. Vâng. Ngay lại nhà. Lão gia đi chậm chậm thôi ạ. Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy mùi vị thế nào ạ? Ngon đấy. Ngon lắm. Như được ăn sơn hào hải vị ấy. Hay lắm. Muôn tâu hoàng thượng, sắp đến giờ thiết chiều sớm mai rồi. Hoàng thượng rảo bước về thôi. Ôi, giá mà chấm có phép phân thân thì hay biết mấy. Phép phân thân nữa. Đúng thế, chấm vừa thiết chiều buổi sớm mà vẫn có thể ở lại đây được.
Hoàng thượng đi từ từ thôi ạ. Phép phân thân. Khởi tấu hoàng thượng, Tô Đài ở Ulia là một thị trấn quan trọng của biên giới nước ta, nhưng ở đó chỉ có hơn 3.000 quân của Đại Thanh thôi. Vì có tệ nạn khai man quân số để lĩnh lương, nên thực tế quân số ở đó chỉ còn độ 2-3/10 thôi. Việc cần làm ngay là phải tăng cường binh lực ở đó, không biết ý thánh thượng thế nào ạ? Không biết ý thánh thượng ra sao ạ? Lưu Dung, chẳng phải là hoàng thượng đã gật đầu rồi đấy sao? Hãy nói tiếp cho xong đi. Tôi nhìn thế nào ấy nhỉ? Không phải là hoàng thượng đang gật đầu đâu. Đúng là đang gật đầu đấy. Không phải là gật đầu thì là lắc đầu à? Hoàng đại nhân, có phải là hoàng thượng đang gật đầu không? Gật đầu đấy. Bẩm vùng A Mua lâu nay có ý làm phản, bọn họ đã sớm thu gom xây dựng xào huyệt, hiện giờ đã đủ lông đủ cánh. Đặc sứ của phụ đại nhân đã vượt ngàn dặm đường đưa tin mật báo rằng nếu phó thác cả cho các biên ải thì thật sự không phải là chuyện đùa đâu ạ. Lưu Dung, hãy nói tiếp đi. Tiếp tục nói đi chứ. Nói nữa là phạm tội làm kinh động đến hoàng thượng. Vậy thì đại nhân gánh chịu hay là tôi gánh chịu nào? Ấy, chạy đi đâu thế hả? Đi từ từ thôi. Khởi bẩm đại nhân, có Chu Khánh Thư xin cầu kiến. Chu Khánh Thư à? Bẩm đại nhân, chính là người mà lần trước được Từ Thị Lang ở bộ lại tiến cử đấy ạ. Chính là cái người, có phải là cái anh chàng thư sinh nghèo muốn vào cung để làm bình bút thái giám không? Đúng đấy ạ. Hắn đến đây làm gì nhỉ? Cho hắn vào. Vào đi. Hoa đại nhân, xin đại nhân hãy cứu nô tài ạ. Xin đại nhân hãy cứu nô tài ạ. Xin đại nhân cứu mạng ạ. Dù thế nào xin đại nhân cũng làm ơn cứu nô tài ạ. Người là Chu Khánh Thư ư? Vâng ạ. Sao? Thưa đại nhân, người kia cứ cầm một con dao, cứ nhằm vào. Thưa đại nhân, nó cứ... Người nói là có kẻ đuổi theo định giết ngươi ư? Thưa đại nhân, không phải ạ. Cái tên kia tay cầm con dao dài đến 7-8 tấc sáng loáng, cứ nhằm vào phía háng của nô tài. Nó định... Xin đại nhân hãy cứu nô tài ạ. Xin đại nhân. Chu Khánh Thư à, Chu Khánh Thư. Ta đã nói trước với ngươi rồi mà, muốn làm một bình bút thái giám đâu có dễ. Bây giờ ngươi đã chẳng nói là cứ cho hoạn đi là xong hay sao? Sao bây giờ lại sợ à? Lúc đầu nô tài chỉ nghĩ là nếu làm bình bút thái giám thì được hưởng lương 300 lạng một năm, thì có thể trả hết các khoản nợ nần của mình. Lúc đó nô tài không biết hoạn nghĩa là thế nào ạ.
Thưa đại nhân, bọn họ đi dùng con dao giết người đấy ạ. Họ đại nhân, nô tài không muốn làm bình quốc thái giám đâu ạ. Nô tài không muốn bị hoạn đâu ạ. Xin đại nhân hãy cứu nô tài ạ. Trước đây nếu không vì có Từ thị lang tiến cử ngươi thì ta hơi đâu mà giúp ngươi. Hòa đại nhân xin hãy cứu nô tài ạ. Hòa đại nhân. Chu Khánh Thư, đừng có cúi dập đầu xuống mãi như vậy. Hãy ngẩng đầu lên để ta nhìn xem nào. Ôi, nếu như cho xén lại bộ râu đi một chút thì... Hòa đại nhân, ngài nói gì thế ạ? Được. Được lắm. Lại đây, Chu Khánh Thư, lại đây. Lại đây. Người đâu? Lấy cho ta cái kéo. Ấy không. Hòa đại nhân, đại nhân định tự mình ra tay hay sao? Đại nhân định dùng kéo để... Xin đại nhân tha mạng. Xin đại nhân hãy tha cho. Đưa anh ta vào đây. Xin đại nhân đừng làm bừa như vậy ạ. Xin đại nhân hãy tha cho. Gào cái gì hả? Ta chỉ sửa lại bộ râu cho ngươi thôi mà. Ta chỉ sửa lại râu cho ngươi thôi mà. Ta không cắt vào da thịt của ngươi đâu. Được rồi. Thật là một kiệt tác. Đúng là giống như hệt. Hay lắm. Xin chúc mừng Hoàng thượng. Xin chúc mừng Hoàng thượng. Hoa Ái Khanh hãy bình thân. Tạ ơn Hoàng thượng. Chậm có gì vui mà chúc mừng đây. Môn tàu Hoàng thượng, nô tài xin dâng Hoàng thượng một báu vật ạ. Có nó, Hoàng thượng ngày nào cũng có thể qua đêm với nàng điêu thuyền mà không phải dùng đến phép phân thân đâu ạ. Khanh có mẹo gì hay ư? Thần sẽ dẫn đến một người với Hoàng thượng, gặp người đó Hoàng thượng sẽ hiểu ngay ạ. Người đó hiện đang ở đâu? Đang ở ngoài điện chờ chỉ ạ. Tuyên vào. Vâng. Chu Khánh Thư. Hòa đại nhân, đứng lên đi, rồi cùng ta vào gặp Hoàng thượng. Hòa đại nhân, nô tài thấy sợ. Đại nhân định đưa nô tài đi làm gì ạ? Chu Khánh Thư, vận may của ngươi đã đến rồi đó. Cái gương đâu? Đứng lên đi, rồi cùng ta vào gặp Hoàng thượng. Nhớ lại phải làm đại lễ khâu kiến đấy, biết chưa? Đại nhân thấy đấy, chân của tiểu nhân cứ run bần bật thế này. Đừng sợ, đừng sợ. Đi thôi. Quỳ lại Hoàng thượng đi. Nô tài Chu Khánh Thư tham kiến Hoàng thượng. Chúc Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Chu Khánh Thư, hãy ngẩng đầu lên để Hoàng thượng nhìn xem.
Nhích lên phía trước một chút. Nhích lên gần một chút nữa đi. Mời Hoàng thượng hãy nhìn kỹ xem. Quỳ xuống. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết ạ. Hoàng thượng thấy có giống không ạ? Giống. Giống lắm. Hoàng thượng, Hoàng thượng thử nghĩ xem, khi Hoàng thượng ra khỏi cung đi tuần sát, nếu có một người như thế này ở lại trong cung thay Hoàng thượng, thậm chí thế nào? Thậm chí thay Hoàng thượng thiết chiều sáng sớm nghe chính sự. Sao? Hắn ta nghe chính sự thay chậm ư? Điều này Hoàng thượng có thể hoàn toàn yên tâm. Hắn chẳng qua chỉ ngồi trên bảo tọa cho có dáng thôi. Còn ở trong cung Cản Thanh, hắn chỉ nhận các tấu bản chứ không xuống ý chỉ gì cả. Mọi tấu biểu thì phải đợi đến sau giờ ngọ Hoàng thượng về cung sẽ giải quyết. Như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường không ạ? Như thế có nghĩa là Khánh đã tìm cho trẫm một người thế chỗ rồi ư? Hoàng thượng thật sáng suốt ạ. Làm như vậy thì Hoàng thượng không còn phải buồn vì nỗi đêm xuân ngắn ngủi nữa. Điều đó thì Hoàng thượng, Hòa Ái Khanh, liệu có được không? Này, này, Hoàng thượng gọi ngươi đấy, đứng dậy đi. Ngươi hãy cởi áo ra. Sao ạ? Đổi mũ áo hay sao ạ? Đúng, chậm sẽ cởi áo ra, chậm và người sẽ đổi áo mũ cho nhau. Nô tài không dám mặc long bào của Hoàng thượng đâu ạ. Chậm bảo ngươi đổi thì ngươi cứ đổi đi. Hoàng thượng có chỉ, bảo đổi thì phải đổi. Vào đi. Xỏ tay vào. Thả đuôi sam ra. Đừng có giang tay ra thế. Hoàng thượng, thì để anh ta ngồi vào chỗ của Hoàng thượng xem sao. Điều này để diễn tập một chút thôi mà. Nào, người hãy đến ngồi chỗ của trẫm đi. Trẫm sẽ lui ra. Đường mũ đây. Thank you.
Hoàng thượng chịu khó một tí ạ. Hãy thẳng lưng lên. Ngồi vào chỗ đi. Khởi bẩm hoàng thượng, hai phụ nữ người Man do tổng đốc Vân Nam dâng tặng vương chiếu của hoàng thượng đến để trình diễn. Họ đâu? Đang ở ngoài đợi chỉ ạ. Truyền. Dạ, ý chỉ của hoàng thượng là cho họ vào đi. Vâng ạ. Nhà ngươi thật là to gan. Hoàng thượng, xin hoàng thượng bớt giận ạ. Đây chỉ là diễn tập thôi mà. Diễn tập mà. À, đúng đúng. Diễn tập. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng cả dậy đi. Hãy múa một đoạn xem để cho hoàng thượng, để cho ta vui mắt một tí. Múa đi.